Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến. Hôm nay, trong không khí của những ngày tháng năm, toàn dân tưởng nhớ Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, hòa chung với khí thế bế giảng của tất cả học sinh trong cả nước. Thay mặt cho 704 học sinh toàn trường nói chung và 127 học sinh lớp 5 nói riêng, em xin có đôi lời phát biểu cảm nghĩ trước khi chia tay mái trường tiểu học thị trấn Krông Ga Lăng thân yêu. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các bạn. Về là một mùa hè nữa lại về, ánh nắng vàng đã tràn trề trên tất cả mọi vật, len lỏi trong từng vòng cây kẽ lá. Và đây, những cành phượng vĩ đã vào mùa, thắp lửa cả một góc sân trường, những chú vết sầu đã cất tiếng kêu ran. Hôm nay, vẫn con đường này đây, vẫn cổng trường này đây, nhưng sao trong chúng em dâng lên bao cảm xúc, bồi hồi khó tả. Là một học sinh cuối cấp, chúng em cảm thấy bồn chồn và buồn ra diễn khi sắp sửa phải chia tay thầy cô, bạn bè, cùng với mái trường tiểu học thân thương mà 5 năm qua chúng em đã gắn bó. Nó gợi nhớ trong chúng em biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò. Thời gian trôi qua nhanh quá, mỗi ngày nào chúng em còn bỡ ngỡ theo mẹ đến trường, đứng rụt rè ngoài cửa lớp. Cô giáo đã dắt tay chúng em đưa đến tận chỗ ngồi. Thế mà giờ đây, chúng em đã trở thành những cô cậu học trò cuối cấp, sắp phải xa thầy cô và các em học sinh thân yêu. Thưa thầy cô, chúng em đã được thầy cô uốn nắn từng con chữ, luyện đọc từng tiếng, từng câu. Chúng em như những con chim non được lớn lên trong vòng tay âu yếm, chở che bằng tất cả tấm lòng, sự ân cần và tình thương yêu của thầy cô. Thầy cô không chỉ trang bị chúng em kiến thức mà còn dạy chúng em cách làm người tốt, kỹ năng sống, tình yêu thương đồng loài, tình cảm bao dung độ lượng. Sự tận tâm, tận tùy của thầy cô là hiện trang cho chúng em bước vào đời. Chúng em không sao quên được tiếng giảng bài trầm bổng và cả những lời nhắc nhở nghiêm khắc, những lời khuyên bảo, động viên của thầy cô. Quên sao được những bài học bổ ích, những giờ ra chơi đầy thú vị, những trò đùa nghịch ngợm của tuổi học trò. Nhớ quá thầy cô ơi, nhớ phòng học bảng đen, nhớ ghế đá hàng cây, nhớ chỗ ngồi thân quen ngày nào quá đỗi. Tất cả mãi mãi sẽ là kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chúng em. Chúng em sẽ ghi nhớ vào trái tim mình. Thưa thầy, thưa cô, nhìn ánh mắt dịu dàng, trìu mến của thầy cô trong giờ phút này, chúng em thật xúc động. Đã có lắm lúc chúng em nghịch ngợm, vô ý làm thầy cô buồn lòng, nghĩ cười nhiều, nhưng chúng em vẫn chưa nói lên được một lời xin lỗi. Bao nhiêu công ơn dạy dỗ của thầy cô, chúng em ngàn lần ghi nhớ, nhưng vẫn chưa nói lên được một lời cảm ơn trọn vẹn. Mong thầy cô vui lòng tha thứ, bỏ qua những lỗi lầm, thiếu sót mà chúng em đã phạm phải trong những năm qua ở mái trường này thầy cô nhé. Dù mai đây mỗi người mỗi ngả, nhưng em biết rằng dù ở nơi đâu, cũng em cũng không thể quên được mái trường dấu yêu này. Ngàn lần cảm ơn cũng không thể đủ, bây giờ chúng em chỉ muốn thốt lên rằng: mái trường thân yêu ơi, thầy cô kính yêu ơi, bạn bè yêu quý ơi. Chúng em không thể nào quên ngôi trường đầu tiên tràn đầy hơi ấm tình thương này. Em sẽ giữ mãi giọng nói thiện tha, bàn tay ấm áp của thầy cô, tiếng cười tươi vui của bè bạn, sự quan tâm chu đáo của các cấp lãnh đạo, các bậc phụ huynh, để làm hành trang cho chúng em bước tiếp sang cấp học mới. Để ghi nhớ công ơn to lớn của thầy cô, chúng em xin hứa sẽ ra sức phấn đấu học tập để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là học sinh được lớn lên và trưởng thành từ mái trường tiểu học thị trấn Krông Ga Lăng thân yêu. Kính thưa thầy cô, chúng em xin có đôi lời nhắn nhủ với các em học sinh lớp dưới còn ở lại trường. Các em thân yêu, chúng ta thật vinh dự là những học sinh ở trường tiểu học thị trấn Krông Ga Lăng. Môi trường đã có bề dày thành tích trong dạy và học. Các em chị đã vươn lên giành lấy những thành tích cao trong các hội thi và nhiều phong trào hoạt động khác. Mong rằng các em sẽ đối tiếp các em các chị phát huy hơn nữa, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện đạo đức hơn nữa, tham gia sôi nổi nhiều phong trào hoạt động của trường để làm vẻ vang cho trường tiểu học thị trấn Krông Ga Lăng thân yêu của chúng ta. Cuối cùng, chúng em kính chúc thầy cô mạnh khỏe, giảng dạy tốt và đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục. Chúc các bạn chăm ngoan học giỏi, trở thành đội viên tốt.
Tạm biệt mãi trường tiểu học thị trấn Krông Cờ Lăng thân yêu. Tạm biệt quý thầy cô giáo, những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Trước khi chia tay, tập thể khối năm chúng em có món quà nhỏ lưu niệm gửi đến trường. Đó là đôi ghế đá. Mong rằng mỗi lần ngồi lên đấy, thầy cô và các em sẽ luôn nhớ đến chúng em. Em xin chân thành cảm ơn.